Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một vườn cốt chum 40. Vườn cốt chum này cây rất xanh và đẹp, phần quả đều và to. Hôm nay mình làm clip này để chia sẻ với các bạn vườn cốt chum này. Có bạn nào mua cây, mình sẽ để lại số điện thoại của nhà chú vườn trong clip để các bạn tham khảo. Và vườn cốt này có địa chỉ tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sau đây mình sẽ đi qua một lượt để các bạn cùng tham khảo nhé. We'll be right back.